thị trường chứng khoán ra đời với hai mục tiêu: huy động vốn cho nền kinh tế và tạo thanh khoản để người dân đầu tư. SSI đã ra đời và xác định mục tiêu gắn liền với sự phát triển của thị trường như vậy. Thành lập vào năm 1999, SSI luôn hoạt động theo một tiêu chí xuyên suốt, đó là chung tay xây dựng và trở thành mắt xích quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thành công của SSI được định nghĩa là sự tận tâm, tận lực đem lại hiệu quả tối ưu cho thị trường và các bên liên quan. Để đạt được điều đó, SSI luôn nỗ lực gia tăng hiệu quả hoạt động tối ưu bộ máy. Năm 2023, công ty thành lập khối bán lẻ, thể hiện quyết tâm dẫn đầu trong việc cung cấp các sản phẩm đầu tư tài chính cho khách hàng. Đối diện với một năm nhiều thách thức, các khối kinh doanh liên tục phối hợp để đưa ra nhiều sản phẩm tài chính toàn diện cho cả khách hàng tổ chức và cá nhân. Tận dụng sức mạnh tập thể, SSI đã hoàn thành năm 2023 với một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện sự đồng lòng, đồng tốc, đồng hành của hơn 1.600 thành viên SSI, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng thị trường, nền kinh tế và xã hội, thể hiện vai trò định chế tài chính đầu ngành, đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 24 năm song hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, vận động thay đổi đứng lên cùng thị trường, song sứ mệnh kết nối vốn và cơ hội đầu tư, SSI đặt ra từ những ngày đầu tiên chưa bao giờ thay đổi. Luôn kiên định với mục tiêu hiện thực hóa bằng chiến lược linh hoạt nhưng nhất quán trong hành động, SSI luôn chọn tăng trưởng bền vững, quản trị rủi ro, sẵn sàng giải pháp những hiệu quả đầu tư dài hạn cho khách hàng. Công ty cũng cần nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới danh mục sản phẩm, triển khai các chương trình ưu đãi bùng nổ để tạo ra lợi thế cạnh tranh. SSI là một trong số ít công ty chứng khoán có khả năng cung cấp toàn bộ các sản phẩm đầu tư tài chính cho khách hàng, linh hoạt sử dụng nhằm tối ưu danh mục. Công ty tổ chức hàng loạt hội thảo bám sát thị trường, cung cấp thông tin đầy đủ, khuyến nghị kịp thời tới nhà đầu tư, sẵn sàng giải pháp cũng là lợi thế để SSI dễ dàng tiếp cận các khách hàng và tổ chức đầu tư lớn trên khắp thế giới. Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, SSI phối hợp với các đơn vị báo chí uy tín cũng như chủ động tổ chức nhiều chương trình tư vấn cung cấp thông tin thị trường, cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng thị trường bền vững, mà ở đó mọi nhà đầu tư đều hiểu đúng về đầu tư chứng khoán. Kiên định với mục tiêu phát triển thị trường nhưng linh hoạt trong chiến lược hoạt động, SSI cũng cần đổi mới, từng bước hướng đến cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, tư vấn và hoạch định lộ trình đầu tư giúp khách hàng bảo toàn và gia tăng tài sản bền vững. Chiến lược là con đường để đi đến mục tiêu, và mục tiêu của SSI là trở thành định chế tài chính, lấy yếu tố con người làm trung tâm, đồng hành với sự phát triển bền vững của thị trường và nhà đầu tư, trở thành trung tâm cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện. Bằng việc nuôi dưỡng một bộ máy nhân sự có chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đột phá, SSI vì thế đã, đang và sẽ tiếp tục kiên định với tầm nhìn của mình, hoạch định chiến lược phù hợp với từng giai đoạn, linh hoạt trong các bước đi để đảm bảo sự thành công trong dài hạn, cùng thị trường chứng khoán hướng tới sự phát triển bền vững trường tồn.